Thưa quý vị, bây giờ là những ngày cuối tháng 11 năm 2018, đã 40 năm kể từ ngày nghệ sĩ Thanh Nga rời thế giới này. Công chúng yêu cả lương, từ nhiều nơi, trong nước cũng như ở hải ngoại, làm lễ để tự nhớ đến cô. Tuy cô đã mất đi, nhưng tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Nga thì chưa bao giờ ngưng. Đại chúng vẫn tiếp tục nghe cô hát từ những bản ghi âm của đĩa nhựa và băng từ, cũng như là những băng hình còn lưu lại. Trong số những người hâm mộ tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Nga, còn có những người thuộc thế hệ trẻ, rất trẻ, họ tìm đến giọng hát của cô để thỏa mãn trí tò mò về một huyền thoại nữ hoàng sân khấu của miền Nam Việt Nam. Rồi họ say sưa chìm đắm theo tiếng hát của cô, tiếng hát nũng liệu đầy nữ tính, khi mang chất trầm buồn u uất lúc lại bừng bừng sức sống. Tiếng hát đó xứng đáng ngự trị một vị trí trang trọng trong vườn hoa ca kịch và nghệ thuật Việt Nam. Đài truyền hình SET và đài SPTN sẽ trình chiếu tập phim tài liệu tưởng nhớ nghệ sĩ Thanh Nga Chương trình đặc biệt này sẽ trích đoạn lại những vở tuồng cải lương tiêu biểu làm nên tên tuổi của nghệ sĩ Thanh Nga cùng với những thước phim tài liệu giá trị được lồng vào chương trình. Bên cạnh đó là phần phỏng vấn nghệ sĩ Hà Linh, con trai của nghệ sĩ Thanh Nga và một số hình ảnh mới nhất tại mộ phần của vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga tại chùa nghệ sĩ Gò Vấp. Bên cạnh đó thì chương trình The Jimmy Show tưởng nhớ nghệ sĩ Thanh Nga còn có sự góp mặt đặc biệt của nghệ sĩ Bảo Quốc, ca sĩ Thanh Thúy, nghệ sĩ Ngọc Đăng Thanh ca sĩ Phương Hồng Ngọc, ca sĩ Trang Thanh Lan chia sẻ về những kỷ niệm với nghệ sĩ Thanh Nga lúc cô còn xin tiền. Chương trình đặc biệt này sẽ được phát hình trên hai đài truyền hình SCT và SPTN và các ngày sau đây. Trên đài SPTN sẽ được trình chiếu vào thứ Bảy ngày 1 tháng 12 lúc 9 giờ sáng, 1 giờ 30 trưa và 8 giờ tối. Chủ nhật sẽ phát lại vào lúc 3 giờ chiều ngày 2 tháng 12. Chương đề SCT sẽ được phát hình vào tối thứ ba, ngày 27 tháng 11 lúc 9h30 tối, phát lại vào thứ tư, ngày 28 tháng 11 lúc 8h tối, thứ năm, ngày 29 tháng 11 lúc 8h sáng và thứ bảy, ngày 1 tháng 12 lúc 7h30 tối. Chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đặc biệt này, xin mời thấy những tường trình cho bản tin văn nghệ.